Ơ, cái váy bị sao vậy? Váy hư như thế này làm sao mà chụp được? Chị ơi, hư chút xíu à, chị chụp giúp em nha. Không có thoải mái, không có chụp được, thay đồ giùm tôi đi. Chị ơi. Ai đã làm việc này? Ai là người giữ chiếc váy? Hả? Là tôi. Lại là cô? Sao lần nào cũng là cô vậy? Rốt cuộc cô là ai mà lúc nào cũng khiến tôi phải phát điên như vậy chứ? Tôi xin lỗi anh, là do tôi sơ suất. Tôi xin lỗi anh. Biến đi, đừng bao giờ lợn giỡn trước mặt tôi, khiến tôi phát điên lên như vậy nữa. Cô bị đuổi việc. Hóa ra là trong mắt anh ta tôi chẳng là gì hết. Tôi đúng là con ngốc mà. Tôi đúng là con ngốc mà, đúng không Hạ Linh? À, chị à, tôi xin lỗi bà nhiều lắm. Có gì mà bà xin lỗi chứ? Thôi mà, mình đừng có khóc nữa, không có gì đâu. Tôi không sao đâu, không gặp anh ta cũng tốt. Tôi đỡ phải suy nghĩ diễn dông nữa. Mình khóc sao không đẹp đâu, đừng có khóc nữa.